Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 10 giờ tối các bạn nhé. Thì là mai thì bắt đầu cũng là ngày chuẩn bị bước sang là cuối tuần. Thì mình cũng chúc các bạn là một cuối tuần là có một kỳ nghỉ cuối tuần cũng như là chơi thật nhiều vui vẻ. Thì buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho các bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình, các bạn thể lên kênh YouTube, các bạn kích vào kênh đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem vừa lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình giới thiệu với các bạn là chiếc con này là chiếc gì nhỉ? Con là Xiaomi này, hôm nay mình vừa mới thâu lại khách xong nhé. Hôm nay thì mình vừa mới thâu lại con Xiaomi Lot 5 Pro này. Đấy, ngoại hình thì còn độ 80%. Đây. Chỗ này nó hơi móp vòn, hơi móp tí này. Mặt lưng thì phải theo thời gian các bạn nhé. Con Note 5 Pro này, Mi Note 5 Pro này, pin cực kỳ là châu bò nhé. Của nó là hai camera, một đèn flash này, ngoại hình thì còn độ 80%. Con Mi Note 5 Pro này là cấu hình, mình sẽ xem cấu hình của nó là bao nhiêu ghi cho các bạn nhé. Đấy. Các bạn nào mua về chơi game hoặc làm dùng máy phụ hoặc là làm chiến game, các bạn mua sản phẩm Xiaomi này về cực kỳ là cực tuyệt vời. Con Mi Note 5 này, Mi Note 5 này thì là cấu hình của nó là RAM 3GB. Bộ nhớ trong con này là 32GB các bạn nhé. Đấy. Con Oppo Note 5 này là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. À, con này thì bên mình gì nhỉ, sẽ xả cho bạn với giá là 1.500.000 nhé. Đấy, mình sẽ xả bạn với giá là 1.500.000. Đấy. Con đầu tiên nhà mình nhá. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Mi Note 5 này các bạn nhanh tay là sớm mất nhất Mi Note 5 đấy ạ. Đấy. 1.500.000 nhá. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Mình cũng bảo các bạn rồi, năm 2020 thì điện thoại cũ rất là rẻ. Thì là các bạn nên đi mua những sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ để về các bạn dùng nhé. Tội gì các bạn làm mấy con máy mới Reno 4, Reno biếc kiểu làm gì. Sau thì bạn lỗi to lò thay phải ra các bạn nhé. Đấy, Mi Note 5 các bạn nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là iPhone 7 Plus. Đấy, iPhone 7 Plus thì hôm nay nhà mình vừa mới về con này xong nhé. iPhone 7 Plus thì con này nhà mình là phiên bản quốc tế này. iPhone 7 Plus quốc tế này, con này là bản Mỹ nhá. Con này là bản LLA này, con này là phiên bản là 32GB các bạn nhé. Đấy, iPhone 7 Plus 32GB. Con này thì là gì nhỉ, máy một chủ dùng đời đầu các bạn nhé. Bao cho các bạn là chưa đâm đụng hay là chưa ngập nước gì các bạn nhé. Đấy, con này là máy một chủ đời đầu nhé. Đấy, con này thì là khách gì nhỉ. Đây, con 7 Plus Retogon này, con này là Retogon nhé. Đấy, Retogon màu hồng này. Đấy, màu hồng Retogon này các bạn nhé. Đấy. Con này là mình sẽ bao cho bạn với giá coi như là một chủ đời đầu nhé. Đấy, iPhone 7 Plus con này một chủ đời đầu. À, bản quốc tế 32GB. Thì là ngoại hình con này thì là đẹp 90/90%. Đấy. Ngoại hình thì là máy đẹp 90/90%. Thì là mặt sau thì là khách con này thì đã dán cái gì nhỉ? À, khách đã dán cái gì nhỉ? Dán cái keo FPT này. Quanh hết cả máy đây. Khách dùng rất là dữ, một chủ đời đầu mà. Khách dùng rất là dữ này. Mua từ cái lúc mà có như là mười mấy 20 triệu. Đấy. Đây một chủ đời đầu. Đấy, dùng rất là dữ này. Các mình keo kiếp vẫn còn nguyên này. Đấy. Keo kiếp vẫn còn nguyên nhá. Keo dán quanh máy bóc vẫn còn nguyên nhá. Các bạn bóc ra con này như là mới luôn. Con này thì mình sẽ bao cho bạn là con 7 Plus này, mình sẽ bao các bạn là zin áp suất nhá. Đấy, con này thì là máy bên mình là còn thứ nhất là mình bao cho bạn là men zin mà zin full xanh. Và con này thì là máy còn zin áp suất nhá. Các bạn bao cho bạn là zin áp suất luôn. Các bạn đi mưa, đi gió thì cực kỳ là ok. Không bao giờ bị bắn nước vào các bạn nhé. Đấy. Mình sẽ bao cho bạn với giá là men zin, màn zin và cắm bao tút là full xanh. Và là bao cho bạn là zin áp suất nhá. Đấy. Đấy. Máy đẹp quá các bạn ạ. Nói chung là con này một chủ đời đầu. Không đâm đụng, không gặp nước. Các bạn dùng bọn này cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn nhé. Đấy. Các bạn mua những dòng máy, những con máy 7 Bluetooth này về mà các bạn mua về tặng bà xã, người yêu hoặc là bố nhí chẳng hạn, hoặc là các bạn mua về để dùng xài chẳng hạn, chơi game đa nhiệm chẳng hạn, nói thật với các bạn mua những con máy zin này về các bạn dùng quá là sướng và quá là tuyệt vời luôn nhé. Camera của 7 Plus thì đánh giá thì cực kỳ là tuyệt vời luôn, tại vì camera nó đắt nhất với các dòng iPhone luôn, iPhone 8, iPhone X, X Max còn camera không đắt bằng con 7 Plus này nhé. Nên là các bạn dùng 7 Plus các bạn phải giữ gìn cái camera, nhất là cái camera nhé. Các bạn đi thay về triệu hơn triệu đấy các bạn nhé. Đấy, tình trạng con này thì là máy đẹp len keng xả beng đây, bao cho bạn là men zin, màn zin full xanh và máy còn zin áp suất các bạn nhá. Thì to hơn. Tình trạng pin con này thì là pin zin thì nó cũng hơi chai một chút nhá.
pin zin, tình trạng pin con này thì là còn 77%. Đấy, các bạn vẫn dùng ok, nói chung là pin zin theo máy các bạn dùng vẫn ok. Pin thì còn 77% tại vì con này là một chủ đời đầu mà. Mua từ lúc mười mấy triệu, người ta còn chưa thay thế, chưa sửa chữa gì cơ. Đấy, còn có các bạn mà sau này dùng pin mà kém quá các bạn thể đi thay pin cũng được. Đấy, nhà mình mua sao thì mình nói vậy luôn cho các bạn nhá. Bao cho các bạn là zin áp suất luôn các bạn nhá. Đấy, các bạn test tại chỗ thao hồ thôi. Các bạn tháo khay sim các bạn thổi phun mồm luôn. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 7 Plus này thì các bạn những cái hàng mình sớm nhất nhá. Con này thì bên mình đang thanh lý mọi người giá là 5 triệu đồng nhá. Đấy, các bạn mua những sản phẩm này về tặng cho vợ hay là bà xã mà các bạn dùng thì nó thật máy zin, các bạn dùng cực kỳ là sướng luôn. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 7 Plus thì các bạn nhanh tay làm mình là một qua Zalo. Nếu mà Zalo mình không trả lời kịp thì mong bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình. Và đây địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn thể là trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu, trao đổi và mua bán. Và ở xa bên mình có ship. Và hình thức mua hàng ở xa thì rất nhiều hình thức. Thì các bạn nào tin tưởng bên mình rồi thì các bạn chuyển khoản trước thì mình sẽ forwarding ship cho các bạn. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình ấy, các bạn chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ấy. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán các bạn phải cọc cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm. Và sản phẩm bên mình thì cứ lỗi đổi một tuần và bảo hành đó 6 tháng thì các bạn yên tâm nhá. Và tiếp theo là con này là con Samsung gì nhỉ? Con này là con Samsung Z5 2015 nhá. À sorry các bạn, con này là Samsung Z7 2015. Z7 2015 thì là màn hình của nó là 5.5 inch, màn hình của nó là Sumo OLED nhá, cho hình hiển thị hình ảnh này, cực kỳ là sắc nét. Các bạn mua về tặng cho ông bà bố mẹ người thân cực kỳ tuyệt vời luôn. Còn Samsung Z7 2015 này thì mình sẽ xả bạn với giá là 1 triệu đồng nhá. Máy tính ngoại hình còn 90%. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Z5 2015 màn hình to bự này thì các bạn nhận hàng mình sớm nhất nhá. Đấy, A8 2018 thì hôm nay nhà mình một cây. Cây này thì là phiên bản của nó là RAM 2GB. Bộ nhớ các bạn, con A8 2018 này, con này bản mình bên mình nhá là bản Hàn. Con này nhà mình bản Hàn, một sim một sóng. Cấu hình con này là RAM, con này là RAM 4GB. Bộ nhớ trong là 32GB. Con A8 2018 phiên bản Hàn Quốc này thì con này thì hôm nay bên mình thì xả cho bạn với giá là 2.200.000 nhé. Ngoại hình thì là máy còn 90%. Bên mình xả cho bạn với giá là 2.200.000. Máy Retogon các bạn nhá. A8 2018, màn hình của nó là Full HD cộng 5.6 inch. Màn hình là Full HD 5.6 inch. Con này thì các bạn cầm nó không to quá mà không nhỏ quá, các bạn cầm cực kỳ là chắc tay và tuyệt vời các bạn nhá. 2.200.000 nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này là con Oppo A9 2020. Hôm nay thì bên em lại về con Oppo A9 2020. Thì là con này thì mình sẽ xem sơ cua qua về cấu hình cho bạn nhé, xem là phiên bản bao nhiêu ghi. Oppo A9 2020 thì là màn hình của nó là tràn viền 6.5 inch. Pin con này là trang bị là viên pin 5000 các bạn nhé. RAM của nó là RAM 8GB. Bộ nhớ trong con này là 128GB. Con A9 2020 này thì bên em đang bán cho các bạn với giá là 3.500.000 nhé. 3.500.000. Các bạn ở sở hữu là cấu hình là RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, 3 camera, 4 camera này, 3 đến 4 camera, một đèn flash và tay khuôn mặt các kiểu này. Ngoại hình thì là máy zin đét nhá. 90 trên 90%. Đấy. Tội gì các bạn mua sản phẩm ở đời mới làm gì đâu. Nó thật các bạn mua con A5 2020 cực kỳ tuyệt vời. A9 2020 cực kỳ tuyệt vời đấy. Nó là RAM 8 mà, các bạn chạy cực kỳ ok nhá. Bên mình đang xả cho bạn với giá là 3.500.000 các bạn nhá. Đây, và đến tiếp đến là con này là con giá rẻ tiếp theo này. Z6 Plus thì con này thì là các bạn cũng đã rõ rồi, màn hình của nó là màn hình là 6 inch, pin thì là pin hơn 3000. Con Samsung Z6 Plus này thì là phiên bản là quốc tế. Các bạn là phiên bản công ty. RAM con này là RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Z6 Plus này là phiên bản gì nhỉ? Hai quốc tế, phiên bản Việt Nam, hai sim hai sóng các bạn nhé. Con Z6 Plus thì ngoại hình thì còn độ 90% thôi. Mặt lưng thì nó chỉ dính các cái bụi ốp rồi thôi. Con này thì mình sẽ xả các bạn với giá là 1.700.000 nhé các bạn nhé. Z6 Plus này 1.700.000 cho các bạn nhé. 1.700.000 con Z6 Plus RAM 3, bộ nhớ trong là 32GB. Bên mình xả các bạn với giá là 1.700.000. Đấy. Tiếp theo nhà mình thì hôm nay nhà mình về tiếp tục là con Lot 9 này. Con Lot 9 này nhà mình của phần về bản hôm nay là bản đặc biệt các bạn nhé. Lot 9 bản đặc biệt này là phiên bản của nó là RAM 8GB này, bộ nhớ trong con này là 512GB này, màn hình con này là màn hình là tràn viền này 6.4 inch, độ phân giải màn hình con này là 2K các bạn nhé. Con Lot 9 này thì là pin 4000 trên 4000,
phiên bản là RAM 8, bộ nhớ là 512GB. Bản này là bản cao nhất của Note 9 nhé. Con này là bản hàng 2 SIM 2 sóng. Thì các bạn bạn nào mà dùng 2 SIM thì mình sẽ lên 2 SIM. Mặc định con này là máy hàn mà nó là sẽ 1 SIM. Các bạn nào muốn lên 2 SIM thì mình sẽ lên 2 SIM với bạn. Thì bạn nào dùng 1 SIM thì mình sẽ nói chung là cũng về 1 SIM với bạn. Các bạn dùng 1 hoặc 2 SIM cũng được. Thì là tình trạng con này thì là ngoại hình thì là máy đẹp còn 90 trên 90%. Thì máy cũ rồi thì mình nói 98 trên 9 thì nó hơi quá các bạn nhé. Đấy. Đấy. 90 trên 90%. Cấu hình con này là gì nhỉ? À gì nhỉ? Cấu hình mình nói qua rồi. Thì là màn hình con này thì màn hình đẹp nhé, không ảm màu hay không lưu ảnh gì. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 7 triệu đồng con bạn, sản phẩm là Note 9 512GB này các bạn nhá. Bên mình đang sản bạn với giá là 7 triệu đồng. Đấy, Note 9 nhá. Note 9 thì là nó có hỗ trợ là cái bút mà chụp ảnh camera, các bạn chỉ bấm ngay là chụp ảnh nhá. Đấy, quay phim của Note 9 này có hỗ trợ là quay 4K. Các bạn quay 4K thì khỏi phải chê luôn các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 9 đấy các bạn, nhà hàng được sớm nhất nhá. Note 9 này 512GB, bên mình đang xả bạn với giá là 7 triệu đồng nhé. Note 8 đẹp, Note 8 đẹp thì hôm nay nhà mình đây. Note 8 đẹp thì hôm nay nhà mình về được 2 cây. Note 8 đẹp thì nhà mình về được 2 cây. Note 8 đẹp thì hôm nay nhà mình về được là gì nhỉ? Đây, Note 8 đẹp này nhà mình. Lót 8 đẹp thì hôm nay nhà mình về được 3 cây các bạn nhé. Đấy. Lót 8 đẹp thì hôm nay nhà mình về được 3 cây. Lót 8 này thì mình sẽ nói sơ qua qua cho bạn. Thì là Lót 8 ấy thì là cấu hình của nó là gì nhỉ? Cấu hình của Lót 8 này là RAM, con này là RAM gì nhỉ? RAM của Lót 8 này là RAM đây. RAM con này là RAM 6GB. Bộ nhớ trong là 64GB nhá. Ba cây này của mình là bản là RAM 6GB này. Bộ nhớ trong con này là 64GB. Con Note 8 này thì của nhà mình là bản hàn 2 SIM 2 sóng. Đây, Note 8 của nhà mình là bản hàn. Bản hàn 2 SIM 2 sóng. Thì là Note 8 ấy thì là gì nhỉ? Màn hình của nó cũng là tràn viền 6,3 inch, nó nhỏ hơn Note 9 một tí 1 inch thôi. Đấy, màn hình của nó là tràn viền 6,3 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K. Pin con này là pin 3K rưỡi trên 3K rưỡi các bạn nhé. Đấy, Note 8 bản hàn 2 SIM 2 sóng. Thì là máy ngoại hình thì là máy còn 90 trên 90%. Thì là máy cũ lướt rồi thì mình không dám nói là 99 đến 98% các bạn nhé. Nói thế thì nó hơi quá. Nói chung là đẹp, ngoại hình thì khá là đẹp. Thì là được cái ngoại hình đẹp và thứ hai là cái màn hình. Màn hình thì là màn hình đẹp, không ảm màu, không lưu ảnh gì. Con Note 8 đẹp này thì hôm nay nhà mình về được 3 cây, một con đen này. Đấy, và một con xám này. Con đen thì màn hình cũng đẹp luôn. Con gold thì cũng thế. Ba con màn hình đẹp nhá. À, bọn đẹp này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.700k con Note 8 nhỉ. 4.700k. Hôm nay thì mình về là 3 màu, một màu đen này và hai màu vàng và ba màu xám đấy các bạn nhá. Bên mình đang bán là 4.800k một con nhá. Màn hình đẹp, không ảm màu hay không lưu ảnh gì các bạn nhá. Đấy. Rồi, S9 Plus thì hôm nay thì mình vừa mới về là con này xong. S9 Plus thì hôm nay thì mình vừa mới về con này xong. S9 Plus thì là con này là bản hàn 2 SIM 2 sóng. Cấu hình thì mình sẽ xem cấu hình những S9 Plus cho bạn. Con này là RAM 6GB này. Bộ nhớ trong là 64GB. S9 Plus thì là màn hình của nó là tràn viền 6,2 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K. Bọn S9, Note 9 và Note 8 thì là chạy chip Exynos nhá, 8890 hay 8895 tùy đấy. Thì con S9 Plus này, con này cũng màn hình đẹp này, không ảm màu hay không lưu ảnh gì. Cấu hình là RAM RAM con này là RAM RAM 6, bộ nhớ 64GB. Đấy, hai bản hàn 2 SIM 2 sóng. Ngoại hình thì con S9 Plus này 90 trên 90%. Thì đây, con này thì là dán cường lực sẵn rồi, nhưng mà dán thì họ thì mình dán con này thì nó hơi xấu xấu một tí trên này thôi. Con này thì mình đã dán cường lực sẵn cho các bạn rồi, nhưng mà mình dán nó hơi xấu xấu một tí thôi. Đấy, nhưng mà các bạn không sao, các bạn cứ để thế dùng thôi. Con S9 Plus này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là 5.1 triệu nhé. S9 Plus này là bên mình đang bán giá là 5.1 triệu. Cấu hình là RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB, bản hàn 2 SIM 2 sóng, máy đẹp leng keng sáu beng các bạn nhé. S9 Plus đấy ạ. Mình xem mình còn con nào không thì mình thanh lý lốt cho các bạn. Thì vì mình con nhầm ở đây. Con này là con Z4 này, Z4 thì hôm nay nhà mình về một chiếc này các bạn nhé. Z4 này thì là gì nhỉ? Con này là bản công ty 2 SIM 2 sóng. Màn hình của nó là cũng là 6 inch, nó giống con Z6 Plus ấy. Z4 thì nó giống 6 Plus thì là hai cái màn hình con này thì lắp chung được cho nhau nhé.
thì nó giống nhau thôi, nhưng mà G4 Plus thì nó là RAM 2GB bộ nhớ trong 16, còn G6 thì là RAM 3 bộ nhớ 32. Con G4 Plus này thì mình sẽ sạc cho bạn với giá là 1.500.000. Các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân thì rất là ok. Con này thì ngoại hình thì còn độ cũng còn 90% các bạn nhá. G4 Plus đấy ạ. Đấy. Và buổi tối ngày hôm nay thì cũng cuối tuần rồi thì mình có mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào ưng nào sản phẩm mình, các bạn nhấc máy lên hệ trực tiếp mình đặt hàng nhá. Và nếu mà Zalo mà tin nhắn mình không trả lời kịp thì mong các bạn liên hệ trực tiếp mình đặt hàng nhá. Và gần có thể là qua cửa hàng mình để giao lưu trao đổi và mua bán. Và ở xa bên mình có ship các bạn nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn đã xem video mình một buổi tối ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip tối ngày mai các bạn nhé.